Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông họp về công tác phòng chống dịch COVID-19. Tính từ 12 giờ trưa ngày 8 đến 12 giờ trưa ngày 9 tháng 8, Đắk Nông ghi nhận thêm 20 trường hợp mắc COVID-19, đều là F1 của các trường hợp mắc trước đó hoặc có dịch tễ đi về từ vùng dịch đã được cách ly. Quốc lộ 14 và 28 đoạn qua Đắk Nông đang có 51 điểm đen gây mất an toàn giao thông. Đó là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình tin tức Đắk Nông ngày hôm nay, mùng 9 tháng 8. Bây giờ, mời quý vị và các bạn đến với những nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, phát biểu kết luận tại cuộc họp về phòng chống dịch bệnh COVID-19 vào sáng nay, mùng 9 tháng 8, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông Ngô Thanh Danh nhấn mạnh, từ kinh nghiệm phòng chống dịch thời gian qua, công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cần quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn. Các đơn vị, địa phương tăng cường huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở. Kêu gọi mọi người dân chia sẻ, thông cảm những khó khăn của tỉnh, tích cực hưởng ứng, tham gia phòng chống dịch bệnh vì sức khỏe của chính mình và cộng đồng. Các địa phương, lực lượng chức năng phải quản lý chặt chẽ các trường hợp về từ các tỉnh có dịch. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trong các khu cách ly tập trung, tránh lây nhiễm chéo. Tính từ 12 giờ ngày 8 đến 12 giờ ngày 9 tháng 8, Đắk Nông ghi nhận 20 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc tính đến 12 giờ ngày 9 tháng 8 lên 152 trường hợp. Trong 20 trường hợp được phát hiện mắc COVID-19 nêu trên, huyện Đắk Min có ca mắc nhiều nhất với 7 trường hợp, tiếp đến là huyện Krông Nô với 6 trường hợp, Cư Rút 3 trường hợp, Đắk Cửa Long 2 trường hợp, thành phố Gia Nghĩa và huyện Đắk Song, mỗi địa phương 1 trường hợp. Trong số các trường hợp phát hiện mắc mới, có 10 trường hợp có yếu tố dịch tễ đi về từ các tỉnh phía Nam, 10 trường hợp là F1 của các ca mắc được công bố trước đó. Các trường hợp mắc COVID-19 đều đã được phát hiện trong quá trình cách ly, theo dõi dịch tễ. Chiều hôm qua, mùng 8 tháng 8, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người tỉnh Đắk Nông về việc thành lập bệnh viện dã chiến truyền nhiễm điều trị bệnh nhân COVID-19 mức độ nhẹ. Hội nghị đã thống nhất lựa chọn Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh, trường quân sự cũ làm bệnh viện dã chiến với sức chứa 300 giường bệnh. Bệnh viện có ban giám đốc, ban điều hành và các khoa gồm khám bệnh, điều trị bệnh nhân nhẹ, điều trị bệnh nhân không triệu chứng, chống nhiễm khuẩn, chuẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, dược, trang bị. Cán bộ nhân viên làm việc trong bệnh viện là cán bộ ngành y của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh. Bệnh viện quân y 13 hỗ trợ chỉ đạo chung, Sở Y tế Đắk Nông chỉ đạo về chuyên môn. Trưa nay mùng 9 tháng 8, tại khu điều trị bệnh nhân COVID-19 tỉnh Đắk Nông, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh xá Công an tỉnh đã trao giấy ra viện cho 7 bệnh nhân đã khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân điều trị khỏi bệnh trên địa bàn tỉnh là 12 người. Các trường hợp xuất viện lần này, lúc nhập viện và trong quá trình điều trị đều có các triệu chứng sốt cao, ho, ngứa cổ, khó thở, mệt mỏi, đau đầu. Nhờ áp dụng phương pháp điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế, cách ly điều trị nội khoa, điều trị triệu chứng, vitamin, nâng cao thể trạng, các triệu chứng giảm dần và hết. Qua xét nghiệm nhiều lần SARS-CoV-2 âm tính liên tiếp. Sau khi ra viện, bệnh nhân sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch, tiếp tục cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày. Ban An toàn Giao thông tỉnh Đắk Nông vừa phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, rà soát các điểm đen gây mất an toàn giao thông trên quốc lộ 14 và 28. Qua kiểm tra, rà soát, trên hai quốc lộ xác định có tất cả 51 điểm đen là các vị trí tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Trong đó, quốc lộ 28 có 20 vị trí và quốc lộ 14 có 31 vị trí. Sau khi xác định, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã đề xuất tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh các giải pháp xóa bỏ, khắc phục các điểm đen này. Ngoài ra, Ban An toàn Giao thông tỉnh thường xuyên rà soát hệ thống báo hiệu trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ để đề nghị điều chỉnh, bổ sung theo quy chuẩn hiện hành. Ban An toàn Giao thông tỉnh đôn đốc nhắc nhở các địa phương rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ trên các tuyến theo phân cấp quản lý để bảo đảm an toàn giao thông.
Đến đây, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi chi tiết, quý vị và các bạn liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng hoặc địa chỉ fanpage quen thuộc của chương trình. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại!